Rồi chúng ta đến câu được trích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 của tỉnh Bình Phước 2023-2024. Đây là một cái bài toán liên quan tới tách kim loại. Tách kim loại này thì đây là một cái kiểu câu hỏi mà nó sẽ thuộc chương trình lớp 9 em nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có rất là nhiều kim loại, bây giờ chúng ta tách. Giờ tôi hỏi thử coi. Bữa trước tôi làm cho bạn mà khoảng một câu như thế này rồi, một đến hai câu rồi. Bây giờ tôi hỏi các bạn là có bây giờ bạn có vốn kiến thức gì chỗ này chưa? Triết lý tách chúng ta là gì và tại sao chúng ta tách như vậy? Thư em biết làm không Cho tác dụng với HCL. Thư? Là tách cái đồng ra đúng không? Dạ. Em làm như thế bài toán em sẽ vướng hơn. Bạn nào có khác khác nào? Bây giờ vậy rồi. Tách chúng ta dùng sơ đồ để tách. À, An biết không An ơi? Cho nào hết rồi thôi. Ok, nào hát là tách được thằng nào? Nào hát thì tách được nào? Đã được nó hết với L ra NA LO2 với lại H2 thu được hỗn hợp là MgFe với CO. Rồi bây giờ nghe. Nếu qua dung dịch NaOH dư thì đầu tiên chúng ta sẽ thu được cái phần này, bản chất là nhôm sẽ đi tới dùng với NaOH để biến thành NaAlO2 cộng cho H2. Mà H2 là chất khí bay đi rồi, mình loại bỏ nó đi. Thì đây em sẽ thu được cái dung dịch chúng ta cần phải ghi rõ, đó là NaAlO2 cộng cho NaOH dư. Còn dưới này em ba nhánh, khi đó em còn ba kim loại này thì em nên tách sâu ra thì nó sẽ dễ hơn. Còn của bạn Thư lúc đầu làm á, được chưa? Thì nó vẫn được thôi, tuy nhiên là hướng đi của em nó sẽ trải qua chông gai hơn. Bởi vì khi đó mình cho qua axit thì nó sẽ nhiều phương trình, hiểu không? Mình sẽ hạn chế phương trình đi. Ở chỗ này làm gì có AL nữa ta, MG đúng không ạ? Giờ tôi hỏi thử cái bạn Vi đi, bạn Vi ơi. Ở đây em biết cái sơ đồ tách AL hay không? Em nói thằng nghe xem. Hả? Em nói cái lộ trình để đến kết quả là kim loại AL coi. Hả? Không biết. Cái sơ đồ tách AL chúng ta học rồi chứ ta, học rồi mà. Mình sẽ nói các bạn cái sơ đồ để chúng ta điều tách được AL ra. Khi có dung dịch này thì em cố gắng biến thành cái tụ AlOH 3 lần. Và khi biến về cái tụ AlOH 3 lần rồi thì em nhớ thầy là em sẽ nhiệt phân để biến thành Al2O3. Sau đó em đi điện phân nóng chảy thì điều chế được AL. Vậy thôi. Mà cái khó nhất ở đây đó là điều chế ra AlOH 3 lần. Các bạn hãy nghe đây. Chính vì các bạn học lý thuyết tôi cho các bạn ghi rồi mà các bạn không bao giờ học cả, đó là sự thất bại đầu tiên của bạn. Đây, tôi cho bạn ghi rất rõ nha, mà các bạn không bao giờ để ý cả. Cái file lý thuyết là tôi dạy cho bạn rồi, nhiệm vụ của bạn là phải ghi lại lý thuyết, mỗi lần người ta nói là mình phải biết nó nằm ở đâu. Hiểu chưa? Đây là file lý thuyết này. Các bạn không bao giờ học file này thì chúng ta thất bại. Nói trước cho biết. File full lý thuyết đây. Các bạn hãy nhớ điều đó. Đây. Đây em. Cho CO2 vào lần này. Đây là cái phương pháp tách AL này. Chúng ta phải biết tạo thành AlOH 3 lần như thế nào. Đấy, em xem lại đây. Những gì của em nằm ở vô cơ, nó không có dốc thâu, nó chỉ nằm ở chân này thôi. Và bạn chỉ cần hiểu chắc những điều này, coi như chúng ta thành công được 80% rồi. Ở đây em sẽ cho qua CO2 và nước. Khi đó ở đây nó sẽ tạo cái tủa ALOH3 và dung dịch. Dung dịch ở đây là mình chỉ có NaOH dư thôi. Với NaHCO3, NaOH này dư. Xin lỗi, NaOH dư tác dụng với CO2 rồi. Bởi bạn lưu ý ở đây chúng ta sẽ dùng lượng CO2 dư. Lý
Bây giờ nếu em không dùng SEO 2 dư thì khối lượng chất ban đầu đã thay đổi rồi, hiểu chưa? Yêu cầu là không thay đổi chất lượng chất ban đầu, tức là chúng ta sẽ làm cho nó cái tua cực đại, mà muốn cái tua cực đại thì phải dùng cái lượng dư. Khi đó là CO2 sẽ tác dụng với NaOH để biến thành NaHCO3 đó. Sau đó cái tủa này em đi nhiệt phân thì em sẽ tạo thành Al2O3 và nước. Sau đó lấy thằng này em đi điện phân nóng chảy thì thu được Al. Vẫn khắc cốt ghi tâm cho thầy nha. Nhớ cho thầy muốn tách Al hoặc hợp chất của Al thường là Al2O3. Thì chúng ta nhớ cho thầy sơ đồ chúng ta đi đó là trải qua tạo thành muối NaLO2. Sau đó chúng ta nhiệt phân. Sau đó điện phân nóng chảy thì thu được Al. Nếu mà chỉ dừng Al2O3 thôi thì mình chỉ cần nhiệt phân là đủ. Chỗ này chúng ta tách ra nước này. Ở đây em sẽ tách ra oxy này. Đi cho nè. Còn dưới này ba thằng này thì chúng ta sẽ cho qua HCl thôi. HCl nha. Thì CO không tác dụng. CO không tác dụng thì chúng ta tách được CO. Chúng ta tách được Al và CO rồi đó. Như vậy chúng ta có hai chất. Ở đây mình dùng là dung dịch HCl dư, luôn luôn là dùng dư. Bởi vì vì sao như vậy? Vì ở đây mình sẽ cho tất cả kim loại chúng ta sẽ tan hết, khi đó khối lượng nó không bị biến đổi, không thay đổi, hiểu vấn đề không? Còn nếu mình không dùng dư thì nó sẽ bị tăng giảm gì đó là do quá trình của chúng ta. Tại đây cái gì không ạ? Alo. Dạ không. À, và lưu ý ở đây một điều, lưu ý một điều, bữa trước thầy có làm cho bạn cái điều này phải chưa làm đâu. Các bạn có để cho thầy không? Hỏi bạn xíu này. Bữa trước thầy làm cho bạn rồi. Và bạn biết là Mg và Fe chúng ta là hai kim loại không tan trong nước. Và khi tác dụng vô oxy nó tạo thành oxit bazơ không tan. Nếu oxit bazơ không tan thì nó tạo khi nó tác dụng thì khi nó tạo thành bazơ. Khi chúng ta biến kim loại này thành bazơ thì bazơ nó là bazơ không tan. Mà bazơ không tan tính chất giống y nhau, do đó ở đây chúng ta phải dùng tính chất đặc trưng khác biệt để tách Mg và Fe ra. Bữa trước có dạy rồi, chưa chứ không phải chưa dạy đâu. Bạn nào biết nào? Đó là dùng gì ạ? Các bạn nhớ quy tắc anh phê chưa? Nhớ không ạ? Anh phê chưa? Bữa trước thầy dạy cho bạn quy tắc này rồi chứ nữa. Anh phê chưa này? Anh phê chưa có nghĩa là gì? Anh là chrome, phê lẻ be chưa. À, xin lỗi, anh là L. Phê lẻ be chưa là chrome. Thì thằng này sẽ là không tác dụng với HCl. Xin lỗi, H2E4 đặt nóng. Xin lỗi, H4 đặt nguội. Hoặc là H NO3 đặc hội. Em nhớ điều này nha thầy. Rồi, có ý kiến gì chỗ này không em ơi? Đây là quy tắc nha. Và bạn biết là tất vàng bạch kim thì sẽ không tác dụng với HNO3 đặc và H24 đặc luôn. Cái kiến gì chỗ này không em ơi? Đây là rắn nè. Dạ không, đi tiếp thôi. Nếu vậy thì nếu ở đây mình dùng siêu có được không ta? Nếu mình tách dạy thì chỗ này mình nhớ cho thầy như thế này, nếu mình dùng như thế này thì nó vẫn có một điều hơi vướng nha. Ok cũng vẫn được thôi, bởi vì nếu là CO thì nó cũng phức tạp. Bởi vì CO với Fe thì CO với Mg tính chất nó giống nhau em nha, đây là dung dịch. Dung dịch đây chúng ta sẽ là có MgCl2, FeCl2 và HCl dư. Bản chất của em là em làm như thế này. Em có nhiều hướng đi, không phải một hướng đi đâu. Em nghe kỹ. Bây giờ em sẽ cho nó tác dụng với gì ạ? Đi tác dụng với dung dịch NaOH chưa? Khi đó chúng ta sẽ tạo cái tủa là MgOH2, cái tủa màu trắng. FeOH tất cả hai lần cái tủa màu trắng. Và phần dung dịch. Dung dịch ở đây gồm có Na kết hợp với Cl tạo thành AClO. Em hãy dùng được sơ đồ thì em sẽ hiểu được vấn đề. Thế thôi. Và NaOH dư. Như vậy bây giờ em lấy cái tủa này, em sẽ cố gắng biến về sắt và Mg. Em hiểu vấn đề không? Sau đó chúng ta sẽ dùng quy tắc H4 đặc nguội đi. Khi đó chúng ta sẽ tách được Mg. Sau đó tách được Fe. Còn Mg thì chúng ta trả về MgO. Có MgO chúng ta sẽ biến về Mg. Thế thôi. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Alo, các bạn hiểu vấn đề không ạ? Không nhiều lắm thầy. Ok, chị hiểu thì là giảng tiếp này. Bây giờ mình có hai cái tủa là MgOH2 và FeOH2. Thì chúng ta đi nhiệt phân đi, thì chúng ta thu được rắn tiếp theo này.
Rắn ở đây là MgO và Fe2O3. Chúng ta nhiệt phân trong không khí, được chưa nào? Rồi, bây giờ em sẽ làm như sau. Bây giờ em làm như sau, lưu ý trong cái bài toán này là mình không dùng nha. Lưu ý với thầy là trong bài toán này chúng ta không dùng kim loại, ta dùng bơm muối, bởi vì khi đó bài toán nó rất là khó xảy ra. Bây giờ em hiểu như thế này. Bây giờ em nghe kỹ. Bây giờ trong trường hợp này MgO và Fe2O3 đều là oxit bazơ. Bây giờ em làm như thế nào để tạo thành kim loại? Em hiểu không? MgO em tạo thành như thế nào đây ạ? Để tạo thành kim loại Fe thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ cho qua hydro. Cái này bạn học trong cái bài số 19 rồi. À, tách kim loại ra, 19 20 rồi đấy. Đây thầy sẽ nói rõ. Chúng ta có RHWE. RHWE đi tác dụng với chất khử là anh chị con Hà, anh chị con Hà. Bản chất đây nó sẽ tạo thành kim loại R. Đây là phương pháp điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện. Người mà tìm ra phương pháp nhiệt luyện này đó là anh chị con Hà, anh chị con Hà. Al thì sẽ tạo thành Al2O3. Thằng này sẽ tạo thành CO. Mà CO thì tác dụng tiếp oxy trong kia để biến thành CO2. Đây là CO2 và đây là H2O. Khi đó mình sẽ tạo thành đó là MgO, vì MgO không tác dụng. Bản chất ở đây nó sẽ chạy từ ZN cho đến CO. Giáp sắt là nhớ sang phố. Ngoại cực để cho em. 1 2 3 4 5 6. Và chúng ta lưu ý trong trường hợp này có chrome nữa, chrome là kẹp ở đây này. Chrome sẽ đề khai thác cho đó thầy cho luôn. Tới đây bạn ý kiến gì không? Tới đây bạn ý kiến gì không? Không. Rồi, bây giờ bạn nghe kỹ. Như vậy đây mình sẽ cho qua dung dịch đi ạ. Qua dung dịch H24 đặc. Mục tiêu chúng ta là như vậy, bởi vì thằng này là vẫn còn rắn em ha. Đặc nguội. Đặc nguội thì anh phê chưa là không tác dụng nha. AlFe chrome không tác dụng. Như vậy trong trường hợp này mình sẽ thu được Fe không tác dụng. MgO tác dụng để biến thành MgS4, bạn ý kiến gì không? Các bạn ý kiến gì này hay không? Dạ không thầy. Rồi nghe. MgS4 này em thêm hiểu như thế này, em sẽ bởi vì em biết là muối MgS4 chúng ta thì không điện phân nóng chảy được. Và đây để làm được thì em có học trong cái bài số 20 thầy có dạy này. RCl2 thì lưu ý cho thầy là có phương pháp này là phương pháp điện phân nóng chảy để điều chế ra kim loại R và clo. Điện phân nóng chảy này đối với muối này thì đúng là điện phân nóng chảy nó dành cho các kim loại, đó là khi bạn cần nàng may áo. RCl đi, bạn cần nàng may áo. Giải thích rõ nha. Khi bạn cần nàng may áo. Nhưng vì Al là cái gì ạ? Như AlCl3 chúng ta là có tính thăng hoa, do đó khi đun nóng thì nó sẽ bay đi mất, bởi vì điện phân nóng chảy này dành cho trạng thái rắn. Như vậy ở đây chỉ có 5 kim loại thỏa mãn thôi. K3, Ca, Na và Mg. Được chưa? Các bạn hiểu vấn đề chưa? Do đó ở đây thầy sẽ cố gắng biến nó thành MgOH2 giống như lộ trình ở trên, và cố gắng biến thành MgCl2. Và khi có MgCl2 thì sẽ đi điện phân nóng chảy thu được Mg. Rồi, cái lộ trình bài toán này nó khá là khó em nha, không phải dễ đâu. Đặc biệt là nếu mà đây em đi mà đi lộ trình lúc đầu tiên á, em đi qua HCl á thì bài toán nó phức tạp hơn nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ tách nhôm đi một hướng riêng, vì nhôm là kim loại có tính chất đặc trưng riêng. Sau đó mình tách siêu, còn hai thằng còn lại chúng ta từ từ tính. Không biết là làm như thế này các bạn đồng ý với thầy hay không ạ? Có phương án khác tối ưu hay không? Alo, các bạn ý kiến gì chỗ này không ạ? Alo, các bạn ý kiến gì chỗ này không ạ? Dạ không. Dạ không. Ok.